tản mạn về chữ Huế trong văn học. Sau ngày khai sáng đạo 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Huỳnh Giáo Chủ áp dụng ngay phương pháp tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật Pháp, dưới thì dùng quyền diệu của tiên gia để trị bệnh độ đời. Chưa đầy 3 tháng, Ngài đã ta ra sức viết câu huyền bí. Quyển nhất là tác phẩm đầu tay với nhan đề Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm. Về thời điểm khởi viết, Đức Thầy đã nêu rõ trong bài Sứ Mạng: đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy tá hiệu Khùng Điên, mượn bút mực, tiết lộ, lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải hóa làm lành. Như ta đã biết, cụm từ trung tuần là chỉ khoảng thời gian 10 ngày giữa tháng. Vậy, có thể khẳng định quyển nhất Ngài viết vào thời điểm giữa tháng 8 năm Kỷ Mão năm 1939, tức trước quyển nhì, 12 tháng 9, khoảng một tháng. Đặc trưng Nam Bộ là dùng văn minh sông nước, sông ngòi chằng chịt, phương tiện giao thông nhờ vào đường thủy là chính. Và như thế, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng đã cởi thuyền khuyên dân trong tinh thần ta phần hồn dạo khắp thế gian, mở ra cuộc hành trình dạo lục châu để thăm dân và thức tỉnh người đời. Những dần thơ được Đức Huỳnh Giáo Chủ tự thuật chuyến chu du của Ngài đi dạo lục châu trong quyển nhất có đề cập từ ngữ chèo Huế: ông này chẳng biết người chi, chèo Huế vậy thì mạnh bạo quá tai, hoặc xuống thuyền chèo Huế thung dung, hay điên gai chèo Huế dạo miền lục châu. Trong bài này, người viết tìm hiểu thế nào là chèo Huế. Theo sách Từ Ngữ Văn Nôm, tác giả Nguyễn Thạch Lam, do nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội ấn hành ngày 5 tháng 8 năm 1998, cho rằng chèo Huế: một là chèo gỗ Huế, chỉ cái chèo nói chung cho đẹp lời. Thơ Hàn Ốc: tài kiến lan châu động, nhưng văn Huế tiếp sau, có nghĩa là vừa thấy thuyền lan động là nghe tiếng chèo Huế dỗ nước. Hai, trong quyển Chú Thích Sấm Giảng và Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ của cố tác giả Thiện Tâm Định Nghĩa, chèo Huế là chèo làm bằng gỗ Huế, thịt loại cây này rất quý và chắc. Văn chương thường dùng chèo Huế xào lan để nghe đẹp lời. Trong bài Ngược Dòng Sông Lam của Nguyễn Huy Hổ có câu: này này Huế trạo lan hương, dí đưa xích bích chỉ đường đông pha. Tuy nhiên, định nghĩa chèo làm bằng gỗ Huế là không ổn, chưa thể lột tả cái chát tuyệt của từ. Trên thực tế, không ai có thể dùng cây Huế để đẽo chèo, vì thân cây không suông, không thẳng, lại giá đắt, đắt lắm. Ngạn ngữ có câu: gạo châu củi Huế, cho thấy Huế thuộc hàng quý hiếm. Huế giao chỉ thời trước được coi là sản vật quý giá, có giá trị như ngà voi, chim công, sử dụng để làm quà ngoại giao, phần lớn dành tặng khách quốc tế. Nhân dân Thanh Hóa gọi Huế địa phương là Ngọc Huế Châu Thường. Giả lại, Huế được nằm trong danh mục thuốc đông y là dược phẩm quý sâm, nhung, quế, phụ, cả vỏ lẫn thân đều chế xuất ra tinh dầu. Ngoài ra, người ta còn chế biến rất nhiều sản phẩm độc đáo như nhang thơm cao cấp, tấm đệm thảo dược, ruột gối thảo dược, băng quế chữa mỡ bụng, vân vân. Quế đã quý mà làm chèo
lại càng quý hơn. Tuy nhiên, loại chèo này ta chưa từng thấy bao giờ, khiến ta phải truy cứu và suy gẫm nhiều. Điều đáng lưu ý là cần phân biệt giữa điệu hát chèo quế ở sân khấu với chèo quế ở dưới sông là hoàn toàn khác nhau, nhưng cùng tên nên dễ nhầm lẫn. Làn điệu chèo quế tuy không phổ biến trên truyền thông đại chúng, nhưng với người dân Thái Bình thì nó lại rất quen thuộc, thường được hát lời mới mẻ cho những bài ca ngợi quê hương, diễn tả một con thuyền thông dong nhàn du trên sông. Cũng như vậy, ở miền Trung, người ta có kiểu chèo ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, phía sau lái có thiết kế tấm dựa, tương xứng với lưng người chèo, tựa vào thoải mái như ngồi trên ghế dựa, khéo léo nghiêng bàn chân, tạo mặt bằng, dán sát tay cầm. Đó là kỹ năng thay hai bàn tay nắm lấy sự vật, một động tác rất nghệ thuật, điêu luyện đến chuyên nghiệp. Do kiểu chèo này xuất xứ ở các tỉnh miền Trung, nhiều người lầm tưởng ở sông Hương nên cho rằng chèo quế. Chèo quế trong văn học Đông Tây. Qua tìm hiểu trong văn học, chèo quế là từ tổ hợp ghép giữa hai tiếng chèo và quế cho có nghĩa. Chèo thì ai cũng biết, nhưng riêng chữ quế mới là chuyện đáng bàn. Chữ quế và chữ quý là đồng âm, thường được xem là đồng nghĩa. Thời cổ đại, hoa quế được tượng trưng cho văn hóa Cát Tường. Nước Yên, nước Ngụy thời chiến quốc thường tặng cho nhau một cành hoa quế để biểu thị tình bằng hữu. Ở một số dân tộc thiểu số, thanh niên nam nữ thường tặng nhau cành quế biểu thị sự ái mộ. Lại nữa, cây quế vỏ đỏ đồng sắc với điểm son, tượng trưng cho việc hồng phát, công thành danh toại, ngày lập hội tay dinh nhành quế, đồng thời tô nét hình hương cho đẹp mặt tổ tiên nội giống. Quế phức lan phương, tức là quế ngát lan thơm, là một cụm từ thông dụng từ ngàn xưa, biểu thị cho con cháu phát đạt. Do vậy, cổ nhân Phùng Đạo làm thơ mừng cha là Vũ Quân có câu: Linh xuân nhất chân lão, đang quế ngủ chi phương. Có nghĩa là cha một gốc già, đang quế một cành thơm. Hoặc Hồng Đức Quốc Âm có cặp đối: Thơm tho dòng đậu cành đang quế, ấm áp sân điền khóm tự kinh. Quế trong thành ngữ. Lan quế tề phương. 2. Lan quế đằng phương là dùng để chỉ cho con đường làm quan của con cháu xương thịnh, hiển quý, không những ở phương Đông mà ngay các quốc gia phương Tây đời xưa cũng đều xem trọng quế. Để chào mừng tướng sĩ khải hoàn hoặc người chiến thắng, người ta tặng cho họ dòng đội đầu bằng nhành nguyệt quế. Ngày nay, thiên hạ xem như vật tượng trưng, nên có khi thay thế những bông hoa khác cho tiện việc kiếm tìm. Nhưng dòng nguyệt quế vẫn mãi tồn tại cho đến tận bây giờ, tượng trưng cho thắng lợi và vinh dự tối cao, luôn dành để trao tặng cho người đăng quang ngôi đầu bảng. Còn nhớ, mùa thu năm Kỷ Mão năm 1939 là thời điểm phát xuất lời truyền sấm của Đức Giáo Chủ, là dấu son đậm nét của một sự kiện tối quan trọng của Phật giáo Hòa Hảo. Viết và đi, điều này ứng hợp với câu Bát Nguyệt Quế qua biến địa khai, tức là tháng 8 qua quế nở khắp nơi nơi. Vì thế, tháng 8 còn được gọi là Quế Nguyệt. Do vậy, khi dùng từ ngữ chèo quế, các nghệ sĩ thường diễn đạt lời văn trong không gian thơ mộng, có trăng thanh gió mát, có lá vàng rơi, nghĩa là trong bối cảnh mùa thu. Từ thời xa xưa, văn học Trung Hoa đã có thành ngữ nguyệt quế.
truyền thuyết kể rằng Ngô Cương học phép tiên nhưng thi không đậu, bị buộc phải đi mé nhánh cây quế trên cung căn. Mỗi ngày anh chặt đổ nhánh tới chiều, cứ đến sáng hôm sau lại mọc ra chi khác. Nhân đó, người xưa dùng từ chiếc quế để chỉ việc thi đậu. Người mà có thể bẻ được cành quế là vô cùng vinh dự, đáng được chúc mừng. Cho nên cây quế trở thành vật cát tường. Do vậy, người được đăng khoa còn gọi là đăng thềm cung. Vì thế, cụm từ thềm cung chiếc quế trở thành một câu đối để chỉ con đường khoa nghiệp của các bậc sĩ tử được đắc chí. Gặp khoa thi, cung thềm bẻ cành quế, kết duyên lành, lên tú cát vẽ mài ngày. Quế được thiết kế trên các logo. Trong thần thoại Hy Lạp, thần Apollo được thể hiện là đội dòng nguyệt quế trên đầu. Vì vậy, các dòng nguyệt quế được dùng để tặng thưởng cho những người chiến thắng, cả trong những cuộc thi đấu thể thao, bao gồm Olympic. Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, cũng đã diễn ra các cuộc thi thơ dưới sự bảo trợ của vị thần này. Một số vị hoàng đế cũng đội dòng nguyệt quế. Trong khi dòng nguyệt quế cổ đại được mô tả là có hình móng ngựa, thì các dòng nguyệt quế ngày nay lại có dạng hình tròn. Từ để chỉ người được giải thưởng trong một số ngôn ngữ nước ngoài, tiếng Anh là Laureate, đều có nghĩa là đội dòng nguyệt quế. Trong thành ngữ thông dụng ngày nay, dòng nguyệt quế dùng để hiển trưng cho chiến thắng. Thành ngữ ngủ trên dòng nguyệt quế của mình dùng để chỉ những người dựa vào thành công trong quá khứ để che đậy điều kém cỏi của họ trong hiện tại. Do ý nghĩa trên, trên một số mẫu logo của các tập đoàn có tầm cỡ quốc gia ở các nước tiên tiến trên thế giới, ta thấy có cành nguyệt quế. Gottlieb Daimler đã thiết kế logo Mercedes-Benz ra mắt lần đầu tiên vào năm 1909. Hình ảnh ngôi sao ba cạnh thể hiện khát vọng thống trị đất đai, biển cả và không trung của hãng. Đến năm 1926, người ta đã thêm vào dòng nguyệt quế khi Benz gia nhập tập đoàn. Quế phong phú trong tổ hợp từ ngữ. Giới văn thi sĩ thường áp dụng từ quế ghép với nhiều từ khác để lời văn đạt đến cái thâm sâu của ngữ nghĩa. Do vậy, chữ quế được cặp đôi với dách, với bườm, với thuyền. Hãy thử nghe tổ hợp quế và dách, lời lẽ trác tuyệt trong thơ Ôn Như Hầu. Trải dách quế gió vàng hiu hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng. Trải đây có thể là trải ra, mà cũng có thể là trải qua. Gió vàng, dịch từ kim phong, là gió thu. Hiểu như thế nào về sự mập mờ ý nghĩa từ những chữ dách quế đến vũ y đây? Có ba lối giải thích dách quế. Có thể là dách mùa thu, vì quế đến thu thì tốt, nhưng lại điệp ý với gió vàng. Cũng có người cho là phách quế, tức quế phách, nghĩa là mặt trăng. Nghĩa thứ ba dựa trên điển tích. Ngày trước cung của nàng Trương Lệ Hoa có cửa sổ tròn hình mặt trăng, trước cửa trồng cây quế, cho nên dách quế còn được dùng để chỉ nơi các cung phi ở. Vũ y cũng có ba nghĩa. Có thể là chiếc áo để múa, cũng có thể là chiếc áo dệt bằng lông chim của đạo sĩ, hay là chiếc áo lót bằng lông chim mặc cho ấm. Chung quy, hai câu thơ có nghĩa đời người cung nữ trải bao ngày tháng bị giam lỏng chốn cung quế, dù khoác áo ấm lót lông chim mà người vẫn lạnh ngắt như đồng. Hoặc lấy ý từ bài Tiền Xích Bích Phú của Tô Thức để hiểu thêm về chữ quế
gắn với chữ thuyền, hát rằng: đập tung ánh sáng miết lên ngược dòng, thung thăng thuyền quế chèo lan, theo dần trăng tỏ vượt làng nước trong. Nghĩa là đập vào ánh trăng ở trên nước mà đi ngược dòng sáng, tức dòng sông có ánh trăng chiếu vào. Và có những câu chữ bườm gắn với chữ quế: thông dong bườm quế chèo lan. Qua các tổ hợp với chữ quế như trên, ta thấy các từ ghép này rất phong phú đa dạng. Những người nghệ sĩ tài hoa đã thổi hồn quế vào những dần thơ cát tuyệt, mang nội hàm trí tuệ, vinh quang, dạng sự cát tường. Do vậy, Đức Huỳnh giáo chủ nương cây chèo quế làm phương tiện giả lập mà cởi thuyền khuyên dân, giới nhiệt tâm quyết dạy trần: thuyền bát nhã ta cầm ta lái, quyết đưa người khỏi chốn sông mê.